Não. Aqui o terreno era muito aqui. Aqui tem muito terreno. Depois, a plantação aqui também foi uma boa plantação de manga. Não, okay. Aqui é um lugar mesmo que está muito bonito. Yeah. Sim. Lá. Agora, mas só rua aqui de fanta, que falta muito tempo, não é? O que falta também, mas não é assim muito. Pelo menos, só que ele ainda tem preocupação desse óbito, depois desse óbito passar. Vim mais aqui com alguma charua. Não. Uma semana isso vai acabar tudo. Isso só balada tipo o quê? De dia? Uma semana? Não. Primeiro põe no viveiro. Sim. Depois, assim que você põe no viveiro, agora tira do viveiro, semeia já. Isso pode ser duas semanas. Cái này là anh em cùng với người dân là cũng trồng được khoảng tầm được 10 ngày, 10, 12 ngày. Khoảng tầm là tiếp bộ đệt đĩa đô dư đĩa nói. Sim. Ok. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Mình tên là Ni. Chào mừng các bạn đến với channel Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Hôm nay thì anh em mình vào ở trang trại Vân Xoài. Để bởi lâu rồi thì cũng có thời gian nhiều, cho nên là cũng để vào trang trại được. Vì đợt này là cũng ở bên trang trại có 3 bản, 4 bản cũng có thu hoạch, cho nên là cũng về phía bên công trình đang còn làm. Cho nên là cũng một cái thứ nhất, cái thứ hai là cũng chờ em giáp sang. Cho nên là anh em mình thì cho nên mình chưa vào đây. Cho nên là hôm nay thì cũng là lúc tối qua thì anh Manuel thì cũng có điện thoại cho mình, nói là ở trong Vân Xoài là cũng có cày một số rồi. Đấy. Cho nên là sáng nay thì mình nói là được rồi, thì sáng nay là mình sẽ vào xem trong Vân Xoài tình hình là cày như thế nào. Đấy. Bởi vì cùng để xem tình hình trong Vân Xoài cày như thế nào thì để biết để mà tiếp tục lên một cái em giáp sáng nữa thì để có một cái anh em mình sẽ có một kế hoạch là làm như thế nào trong cái gì hoặc là làm như thế nào thì cả lúc đó thì cả em giáp nữa sáng là để bàn bạc với nhau rồi chừng đó anh em mới tiến hành làm việc. Chef cũng mang cả bộ agora está seco já muito tempo agora entrará aqui também não tem manga agora não tem mais não tem mais manga só pode de pau. Hôm nay vào đây cái các hôm trước vào đây thì anh em là hái xoài ăn kìa nào, nhưng bây giờ thì vào đây không có xoài nữa. Agora que manga não tem de tem que laranja limão agora tem laranja limão đấy lãnh ba xúc tinh cách tempo ra nó mình bây giờ kì nó mình cũng nói với em là hôm nay mình không vào đây anh em mình không có xoài ăn, tí nữa anh em mình đi hái cam chanh ăn thôi. Đây là gì giờ laranja tắc kì nó Nepigen. Agora não tem ninguém aqui. Não tem. É bem pequeno. Muito, né? Tá bom assim. Não sei o que. Olha assim. Se falta bocado, tem, já tem comer. É. Falta água. Falta água? Sim. É. Daí lá. Daí lá tudo, daí. Já se arrua muito. Eu sou muito. Não sei o que. Não sei Ana Manuel aonde. Không biết. Vườn thì rộng quá rồi. Không nhìn thấy anh Manuel đâu. Mà lúc tối thì hẹn mình là ở trong trang trại này. Là để mình vào mà. Thì vào đấy cũng thấy một ai cả. Tên linh danh ở kia. Cha mà. Chú Manuel. Ei, tá lá daí. Anda daí, tá lá daí. Esse é o mano André, esse é o meu Rio Manegue. Anda daí. É o mano André. Anda daí, vem aqui, faz aqui. Não sei. Hã? Não sei. Vào đây cái Vân Xoài là khi này anh em mình đi ngoài nắng vào Vân Xoài có bông nhím người là mát lên mọi người. Đấy, mong ở đây là đang mới cay xong cả. Ở đây lên tận trên kia là cay xong cả. Cay xong rồi. Nhưng cũng chưa cay được hết đâu. Cay còn nhiều còn lâu. Come anda dai. Vai vir. Obrigado. Ok. Obrigado. Yeah, vem aqui que se sombra. Toma. Ah, ok. Vem aqui, vem aqui. Vi aqui hoje de manhã. De manhã estive lá na minha lavra. Ah. E depois ali onde me encontrou o Mano Manuel, como de manhã estava a trabalhar com a charua, disse, não, olha, vou sair lá no bairro ter óbito. Ah. E o chefe também vai vir aqui, o chefe Figo.
Por favor, ainda vem ficar aqui na minha lavra para esperar o chefe. Ah, isso que eu vim por aqui. Ah, là, anh ăn ở đây là lúc sáng là ở bên vườn của anh ấy. Thì anh Manuel có nhờ là lúc sáng là anh đến đây là cay. Cay xong thì anh là vội về. Cho nên là nhờ anh ăn ở đây sáng đây để nói với mình. Khỏi mình vào đấy không thấy ai cả. Bất cứ yêu tâm bánh về. Về, em ta ra cái nào tên gì nào. Sim, eu também... Aqui o povo devia estar aqui, mas devido ao óbito que está lá no bairro, yeah. Por isso que ele me deixou aqui, tem que esperar o chefe. Tá bom assim? Sim. Mas o que? Me deixou aqui e também deixou o caderno para o chefe também ver os trabalhos conforme ele trabalhou. Dá eu ver, já? Yeah. Sim. Là anh Manuel là nhờ anh ăn ở đây, chờ mình. Ôn. Chờ mình là để... À, tá aqui. Sim. Chờ mình là để... À, để đem cái quần sổ này. À, isso sarro. Sarro. Primeiro dia foi 5 sarro. À, là cũng có ngày thì cũng cay được là 5 cay, 5 nghịch, 5 công. Gọi là 5 cay đến đấy ấy, là 5 công. Cũng có ngày thì 5 cay cũng có 3 cay có, 2 cay có, 4 cay có, 6 cay có, với là 7 ngày có. Nói chung thì ở đấy ấy, thì như hôm trước thì anh mà Manuel cũng nói với mình là ở đấy là mình không thể là thuê được một lần, chỉ có ví dụ như kiểu người dân á, thì người dân mà có cây á thì người ta cũng làm của người ta, nhưng kiểu là khí thì gọi được 5 cây, ngay thì gọi được 6-7 cây, 2-3 cây gì đó, thì cũng là cây, cũng giá gì cũng cây là cũng là thế này là cũng ổn thôi, tuy nhiên là chưa xong được, là bây giờ là anh à Manuel là đứng cây để mà đứng cây để phơi đất. Anh đây, chef. Anh là sarua sinh kể, sarua isu fazer seco. Sim, ele, como eles vira, a primeira coisa é virar. Assim que ele sarua, vira, o capim fica lá dentro. É. Ele seca depois, podrece lá e acestrume. É. Assim o terreno depois vai ter mais força. Sim. Sim. Dia, eu já falo com que, com Manuel. Dia já falo com Manuel, quán đồ tánh tém bút sarua sô, sarua quán sô đi. Đấy là kịt mò kè capi. O capi kema. Kè, ai xin, ai lấy xe cô nói. Sì. Để bố ai xin đồ đĩa đôi đi ai lấy xe cô. Ừ. Xe cô để bố ai lấy phải mò liền. Sì. Tru mì. Muốn được tru mì. Là mình hôm trước mình cũng nói à, thì anh má nói áo đấy cũng đồng tình những ý kiến thôi là cây để cho phơi đất cái đã, cây phơi đất và để cho cỏ dập cỏ xuống dưới để cho cỏ bảy và làm phân luôn. Là cái lavra está bom? Não, a lavra está muito bom. Ah. A lavra está bom. O trabalho está indo muito bem. Ok. Sim. Yeah. Não tem problema sim. Agora é muito rico você. Depois vem pedir mais aqui? Não. Aqui terreno muito aqui. Aqui tem muito terreno. Depois a plantação aqui também foi uma boa plantação de manga. Não, okay. Aquele lugar mesmo que está muito bonito. Yeah. Sim. Lá. Agora, mas se rua aqui, de fanta, que fanta muito tempo, não é? É o que falta também, mas não é assim muito. Pelo menos, só queria ainda ter preocupação desse óbito, depois desse óbito passar. Vim mais aqui com alguma charua. Não. Uma semana isso vai acabar tudo. Não, uma semana não dá. Uma semana muito, né? Bây giờ lá também muito. Là cái cây ở đây thì mới cây ra cũng mấy ngày. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cây. 12 cây. 12 cây mà... Đệt... 12 cây mà mưa đệt kinh gì. Được 52, được mấy hai ngày mà mới cây được mấy hai ngày mà được 52 cống, mấy hai cống cây. Chắc là cái này là đứa con thiếu nhiều lắm. Cây cái này mà chỉ xong cái này phải mất còn tầm khoảng một tháng nữa. Một tháng nữa thì mới xong cái cây, mới phơi được đất. Mà chỉ thế này thì còn ổn rồi. À xin chả ta bông nói. Não, assim tá bom. Assim conforme já está virado, assim está bom. Yeah, essa rua, agora essa rua da 12 dias. Đôi chữ đĩa mà tới nhà xin quen ta, xin quen ta đôi. Sí. Xin quen ta đôi xa rùa. Ừ. Dạ. Nó sẽ kể bờ, agora tâm bên là nó kể bố vũ.
bố bố tâm bên pha dây kẻ pha dây sơ rùa nói tra ba đấy nó tách tem o povo depois eles passam com as enxadas a interditar bem o terreno e assim os trabalhos depois vai indo bem. Là, à cũng vậy thôi, hôm trước thì anh má nó cũng nói mình là không phải là mình thuê cày đến không phải là ngày nào cũng cày như vậy, mà chỉ cái là cái này là còn phụ thuộc vào người dân nè mọi người, là phụ thuộc vào người dân, bởi người dân là con cày của người ta, rồi ai mà có thời gian nữa thì ai mà có thời gian thì đến cày cho mình, còn thời gian thì đến cày cho mình, nếu không thì người ta cũng theo công việc của nương rầy của người ta nữa, cho nên là không, cho nên là ngày thì mình cứ gọi được nhiều cây, ngày thì gọi được ít cây. Lấy lấy xin mà. Sí. Te lấy xin mà. 50 đôi. Và té ký. Cái này cũng phải thiếu khoảng cỡ tầm khoảng 100-150 cây nữa. 150, 200 cây nữa thì chắc có lẽ là mình sống mọi người. Thế cũng chưa đến đây mới được một ít thôi. Mới được. Nhìn thấy cây nhiều rồi, nhưng là cũng là không được đáng bao nhiêu đâu. Se Charua trabalha bem. Hả? A Charua virou muito bem. Charua bem, né? Sim, não, Charua. É fundo. É. Charua no fundo. Bởi vì cái đất ở đây là tốt. Bởi vì tới đây chúng ta bong nói. Sim, tá. Bởi vì ở đây đất tốt cho nên là mọi người là cái cây được sâu hơn. Bởi vì ở đây nó cũng không có đá sỏi gì cả. Dani está a recordar as mangas, né? Quando estava aí, né? Não, mas assim conforme já está virado, vai ficar muito bonito. Mọi người xem, đất là... Assim, đất là próximo ano vai meter mais pinta. Đất là có mau mau đen, mình. Thế này nó assim está bom, né? Não, o terreno, chefe, está muito bom. É terreno muito bonito, que dá força. Não gasta muita areia. Sim. Bởi vì đấy ở đấy là đất ở đấy là mình từ đi dưới kia lên mới được 1/3 của cái ngay cây này, mà thấy đất ở đấy là không có đá sỏi này, đất màu đen đây, nhìn đất rất tốt. Tibutrumi terreno vé tibutrumi não sim é preto tá bom assim. Essa terra aqui também é uma é um terreno muito bonito. Ah sim, não gasta muita água. É água ele passa só. Tá bom assim, não? E a umidade pode passar os 2 dias ou 3 dias, sempre lá no fundo tem a umidade. É. Agora, aquele terreno duro, 1 dia, aquilo já secou. Yeah, là anh mà nói, anh ăn ở đây là cũng hiểu. Là cái đất này nó tốt này, nó giữ được nước. Chứ còn cái đất mà đất cứng á, nó chỉ có 1 ngày, sáng ngày thứ, nếu mà còn nước á, có nước thì 1 ngày, mà trời nắng là sáng ngày thứ 2 cái là khô luôn. Chứ còn cái này còn giữ được nước một thời gian. Đây này, mình cầm miếng đất lên là phía bên này là khô, nhưng phía dưới này vẫn giữ được độ ẩm, vẫn giữ được độ ẩm của đất. Đấy, bên này khô này, nhưng cái này là bên phía bên này là phía dưới, nó vẫn giữ được độ ẩm của đất. Tao bảo anh xin. Lá như là táo này, táo dài này. Ở Việt Nam cái táo nhỏ là lá thế này. Đi xuống cái máy. Lên Việt Nam. Hả? Sì, sẽ có. Tên phụ nữ tu nữa. Ai? Ai? Tao bảo anh xin. Mang cô quẹt. Hả? Mang cô quẹt. Mang cô quẹt. Đấy. Cái nó về, ai nè? Nunca vi. Ainda. Você ainda tem essas frutas daqui? Pode. Dois minutos, já dá de trabalho. Agora, o que eu tenho que fazer? Não estou com isso. Carota. Se não, ora, vê. Sim. Lá, mas você também é assim? Lá é, lá tem bué. Đây là cà rốt là... Nhìn cảm vươn cho cà rốt luôn. Boa cenoura. Hả? A cenoura tá boa. Cà rốt này là hôm trước là mình với anh Manuel với một số nhân anh Manuel đem sang nữa là cũng xuống cái dòng cây cà rốt này cũng khoảng tầm được 2 tháng. Hai tháng hơn 2 tháng. Và bây giờ lâu lắm rồi mình không sáng, là bây giờ sáng là nhìn cái vườn cà rốt cực kỳ đẹp luôn. Nhìn mát mẻ thật đấy. Mình buồn đi tụi, làm sao tao bé nha xí? Sì. Nào, bố vô mà tra ba là xem cái mẹ té qua con trô bên nói. Sì. Là buồn đi tụi. Nào, tao buồn đi tụi.
là mình cũng nói với anh ăn ở đây là thấy cái vườn này đẹp, thì cái này cũng là tự nhiên mà đẹp đó, cái này là cũng công sức của người dân chăm sóc đấy cả, chứ không phải là cứ mọc lên là tốt, mọc lên là bem tratada. Hả? Tratou bem. Bem que bem, né? Não, a cena tá boa. Yeah. A cena está bom. Porque você... também a cena não pode ficar muito, muito junto. Sim, você vê. Também não pode ser muito separado. Yeah, você vê. Ela é separada. Uh-huh. Yeah. Anh như anh mám nó là anh quen rồi, anh biết, cho nên là anh trồng không phải giống những người dân khác trồng đâu, là anh trồng là thưa ra thế này là củ mới to, chứ còn người dân bản địa đấy là cứ cầm là cứ cho dính cây dính nhau gần nhau thế này, sau này là thu hoạch cực kỳ nhỏ. Dạ anh xin anh là bao nhiêu cái là sa bị bao lần ta sì bao lần ta là separa sì giao junto. Separou mesmo bem. É. E assim ele também vai meter, também vai ficar também grande. Sim, ele é grande assim. Depois de um mês já é grande. É. 2 meses depois ele tira. Agora se meter muito junto, aquele vem assim bem fininho. Pequeno assim. Sim. Anh ăn ở đây cũng đúng, bởi bên anh ăn ở đây là cũng trong kiểu này. Là cũng là tách ra chứ không phải là gần lại nhau là củ nhỏ. Anh cũng biết mà giải thích như vậy. Tốt, tá bom. Sim, não tá muito bom. Đấy là mới trong tiệp này. Isso planta novo. É, ainda plantou agora. Não é? É agora que ele plantou. Isso planta novo. Sim. Pequeno. De pequeno. Não é? Isso só planta tipo o quê? De dia? Como se fala? Não, primeiro põe no viveiro. Sim. Depois, assim que você põe no viveiro, agora tira do viveiro, semeia já. Isso parece bem cheio. Cái này là anh em cùng với người dân là cũng trong được khoảng tầm được 10 ngày, 10 12 ngày. Khoảng tầm là tiếp bộ đệt đĩa đôi chân đĩa nói. Sì. Ok. Đây cũng đẹp. Nói chung là bên này là chắc có lại trong trường này. Isso là mai nói. Primeiro iniciou daqui. Vem ultimar aqui. Ok. Là đây bà sao là. Được vậy. Là cái bên này cũng anh trong cùng khốn nha. Đấy, là phía bên này ấy là anh trong là khoảng được 10 ngày, khoảng 10 ngày kệ là bên này. Còn phía bên này là nhiều ngày hơn. Đấy. Bên này là nhiều ngày hơn cho nên là nó lớn hơn. Đó. Còn phía bên này nữa. Desenhou bem. Là tôi biết strum. Là bên này nữa thì lại là cũng là nhiều ngày hơn nữa. Cho nên là phía bên trên kia nữa là cũng là nhiều ngày hơn nữa, cho nên là sau này thu hoạch của anh là sẽ không thu hoạch một lần. Mà lại anh sẽ thu hoạch là từ trên đó xuống. Bởi vì anh làm từng luống một thế này là bắt đầu từ thu hoạch trên kia xuống đây. Được. Anh này thông minh. Não de quando que é pronto, não é? Sim. Não, é tira uma vez. Quando está pronto? Não tira uma vez. Não tira uma vez, tem que separar. Sim, para o quê? A primeira parte tira. Lá em cima? Outra, sim, lá em cima. É, depois continua. Passar aqui, passar lá embaixo, sim. É. Ah, como é bem aí, ainda está giống, né? Não sei isso, mete aqui. Aqui é o viveiro. Cimento, né? É, meteu cimento. Lá bên này, anh đang mới bỏ xuống giống tiếp. Không biết để trong giống gì đấy, mình chưa hỏi, cũng chưa biết nữa. Chưa gặp tôi, cũng chưa biết được giống gì. Tá bom assim. Ah, não sei lá embaixo tem mais. Lá embaixo ainda não. Ainda? Ainda são coisas. Ok. Ainda só estava a preparar um terreno. Dưới thì rau củ quả. Dưới thì rau. Dưới rau củ, mas trên thì quả. Carregou bem. Lá já bonito, né? Sim. Nesse lado aqui. Isso tá bom, né? Já caiu, né? Isso é bem. Velho. Muito. Carregou bem. É. Yeah, agora sim, yeah? Tá, beijo. Cadê o isso de bom você quer? Eu vou falar ele, falar que é Manuel. Fala que fico já vê, yeah? Tá, beijo. Já vê assim? Sim. Mas também, tem chá mamãe. Chá mamãe se rua, yeah? Mais se rua. Mais se rua. Tá bem. Mas o que agora falta muito aqui. Anh ta mùi thôi. Agora xin được vào đường mò rồi, Là mình cũng nói là để rồi mình cũng sẽ điền cho anh nói chuyện với anh Manuel. Mà cũng trước mắt thì cũng nói với anh ra đấy là lúc nào gặp với anh Manuel thì cũng nói trực tiếp với anh ấy là khi mình lên đây cũng nói là sẽ gọi thêm cho gọi thêm người làm, gọi gọi là team. Ở đâu mà cứ thấy có cây thì cứ gọi đến cây đi. Chứ nếu mà tốc độ cây kiểu này cũng chậm lắm. Cho nên là làm 10 ngày, 12 ngày mới được 5, 12
năm 53 ngày công thế này thì cũng không còn ít lắm. Tôi muốn làm cho nhanh thì phải gọi thêm thôi. Tiếp bộ sinh ăn ở đây là tiếp bộ sinh đĩa mà đối xe rú nói tiếp bộ agora phải là kẻ Manuel yêu kẻ rú tiếp bộ mà đĩa xe thì ôi tôi xe rú à xin mấy acabo ông nói phụ xe về nói nào vậy phải là ele à tarde vai vir depois vai vir depois do funeral ele vai vir para aqui. Tôi vừa explicar. Đã bao nhiêu anh đã phải là ata thì về anh kín. À, là anh ở đây là cũng nói là lúc sáng anh về bên nó đầm má, bên nó đầm táng, thì chiều anh sẽ sang đây, thì anh sẽ đây anh đây sẽ chuyển lời cho anh Manuel là như thế nào mình truyền đạt lại để cho anh Manuel anh có thêm người làm. Yeah, à xin, bé gái xíu. Tạm biệt. Quán đồ kẹ ata thì nữa. Tá bem. Até trazer que cadê no que no Manuel, já? Tá bem. Já. Assim né, depois falar mas fico velho aqui já vem. Fala fico velho aqui já vem. Tá bem. Também fala ela chama mais ru, fico quero rápido. Tá bem. Já. Sim. Mas também fala com ela que Tony já vem. Não vou lhe explicar, até vai gostar muito. Vai fazer ele ouvir que o chefe já chegou. Ali mesmo um povo e povo vão gostar muito. Porque mesmo um povo está isolado, nosso chefe vai ver que dia. Mas desta vez quando vão perceber que o nosso chefe já chegou, todos vão para o dia, vão gostar muito. Mình lên đây thì gặp người dân ở đây, thì cũng gặp người thân quen của anh em mình. Thì mình cũng thông báo với họ là em Giáp đã sáng rồi. Thì nói chung là mọi người ai đấy cũng đều vui mừng. Muốn được trốn được gặp em Giáp nhưng mình là chưa được khoảng một hai ngày gì đó nữa hoặc là sáng tuần thì mình gặp được em Giáp bởi vì là em Giáp đợt này đang còn sáng sức khỏe đang còn yếu bởi vì đi cả máy bay đi cả xe là đi trên máy bay mệt rồi còn đi sáng đây còn phải đi xe khách nữa cho nên là sáng đây tôi người yếu lần đúng thôi đi một chặng đường mất mấy ngày ăn uống thì không ăn uống gì được là cứ ngồi trên xe nó mệt mỏi lắm yeah. Ok các bạn, thì hôm nay thì mình cũng vào ở trang trại Vân Xoay thì để xem tình hình cây bưởi như thế nào. Rồi cũng là xuống đây thì cũng xem cái phía dưới này coi anh xem anh Manuel cùng người dân làm như thế nào. Thì mình cũng đã đến đây rồi cũng đã đem một số thông tin để người xem là như vậy. Thì video mình đến đây cũng kết thúc. Các bạn thấy video này hay thì chia sẻ cho anh em mình một like, đăng ký kênh Công Giáo Vlog để ủng hộ anh em mình có động lực đến với người dân bản miền núi nhiều hơn mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn.